Xong chào Đạt, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt lên sóng cho anh em một cái bộ tem nha anh em nha. Tem này là tem 3M rim Thái nha anh em. Thì nói chung là những anh em nào mà chúng ta đã gọi là đam mê rim Thái thì chắc chắn anh em sẽ biết cái dòng tem rồi. Thì hiện tại ở trên thị trường nó có một số các dòng tem họ cũng in 3M nhìn nó rất là hay ho. Thế nhưng mà thực sự anh em thôi là dân trong nghề nhìn phát biết ngay. Đấy, còn như bộ này ấy, thì anh em nào dân trong nghề nhìn phát biết ngay giúp mình nha. Đấy, biết giúp mình cái. Đây, tem này thì khỏi nói rồi nha anh em nha. Tem zin 3M. Tem Thái cực đỉnh luôn. Đấy. Nhìn thấy chưa? Đó, rất là đẹp luôn nha anh em nha. Rất đẹp. Thì nói về chất lượng thì nếu mà nói về tem á thì tem 3M là chất lượng nhất rồi nha anh em nha. Đó, tại vì cái hãng tem 3M này anh em là cái hãng tem hãng đề can nha, đề can 3M. Đây này nó sẽ có chữ 3M. Đây, 3M ở trên tem này. Anh em thấy chưa? Đó, chữ 3M này. Đấy. Em thấy ha, thì cái tem 3M này á là nó cái hãng Decan 3M này nó là của Mỹ nha anh em nha, và họ sản xuất mấy cái tem này theo đơn đặt hàng của Honda Thái Lan nha. Đó, nó là dành cho rim Thái anh em. Cúp hình như là ngày xưa cúp mà nó cũng có tem 3M luôn. Đó, thì nó rất là đẹp nha anh em nha. Tem này là lưng bạc nha anh em, lưng là lưng sáng bạc nha chứ không phải lưng đen nha, lưng đen là loại khác nữa. Thì một bộ tem như thế này anh em, cái mức giá thì nó cũng hơi chua đó, nhưng mà mình vẫn bao anh em là mức giá bên Đạt là rất là tốt rồi. Tại vì theo một số anh em chơi xe thì có nói là mấy cái tem 3M này á, một số người họ đang bán là khoảng 3 triệu một miếng nha. Mình chả biết tem gì 3 triệu một miếng ghê thật. Nhưng mà đó là có thiệt nha. Đây là nó có thiệt. Đây, tem là tem zin hết nha anh em nha. Đây, tem mã của nó đây là mã là GN5620ZB này. Dưới này nó sẽ có mấy cái chữ Thái Lan này. Đấy thì Đạt không có làm cái này mấy. Nhưng mà là cam kết đúng tem zin cho anh em luôn. Đúng để can zin cho anh em, để can 3M nha. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sắc nét. Đấy, thì một bộ như thế này giá của nó là 1.300.000 một bộ nha anh em nha. Số lượng thì là nói thẳng là không có nhiều đâu, lâu rồi cũng không giới thiệu tại vì không có đủ hàng bán cho anh em. Nên khi mà hàng nó về khoảng 5-6 bộ đã đẹp đặt hết rồi, thì hôm nay nó về được 20 bộ thì mình đã giao hết, bây giờ nó còn có 6-7 bộ thôi. Cho nên là anh em nó có cần thì anh em tranh thủ lấy sớm giúp Đạt nha. Đó, một bộ như thế này thì nói chung là còn nhiều anh em kêu Đạt là Đạt khui, thì ngày xưa Đạt đã có một cái clip mở ra cho anh em coi thử rồi, nhưng mà cái bộ tem ấy Đạt cũng phải bớt giá rất là nhiều khách, tại vì họ rất khó tính anh em, cho nên là mình mở ra mình khui ra như vậy ấy, thì người ta mua với mức giá thấp hơn thì Đạt bán mức giá có 1.150.000 thôi, thì lỗ cả trăm mấy 200.000 đó. Cho nên là giờ thôi mình anh em thông cảm cho mình không có khui được, nhưng mà mình bao anh em đúng cam kết tem chuẩn nha anh em, và cực kỳ xịn luôn, có bảo hành cho anh em nha. Và cái tem này anh em nhớ nha, khi mà anh em mua anh em về anh em dán á thì anh em phải chúng ta khò, dùng một cái bình khò ở đâu, dùng một cái máy sấy để anh em sấy cái phần mặt này này, cái phần mặt vàng, cái phần mặt lớp bên ngoài phủ này, để anh em ta lột ra nó dễ nha, và nó không có bị rách tem. Đấy, anh em nhớ giúp mình nha. Cái tem thì nó rất là dày, một bịch như thế này nó gồm có 6 miếng nha anh em. Một này, một miếng này là miếng tem nẹp sườn này, một miếng tem cốt này, rồi đây là miếng nẹp sườn tiếp này, đây là miếng tem cốt này, đây là miếng đuôi bên ổ khóa này, nó có lỗ này, và miếng này là miếng đuôi không phải bên ổ khóa, bên kia này đó. Thì đấy, anh em nói không? Một bộ là gồm 6 miếng, mức giá là 1.300.000. Thì tính là khoảng nếu mà 6 miếng mà chia cho 1.300.000 thì nó khoảng vào 200-250 miếng. Đấy, nó cũng không phải là quá đắt anh em ạ, nhưng mà anh em có tem zin để xài nha. Đó, thì tính là nó cũng rất ok. Tại vì những bộ tem loại 1 bây giờ nó cũng đã 1-200.000 một bộ rồi. Mà thực sự với bộ này, so với chất lượng với bộ này thì không có cái tuổi gì hết nha anh em nha. Cho nên là mình nghĩ với mức giá này cũng rất là tốt rồi. Anh em là chúng ta có nhu cầu mua, tham khảo thì có thể liên hệ với shop nha. Một bộ giá là 1.300.000 nha anh em nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.